Hyundai Elantra 2019 hoàn toàn mới sắp vén màn tại thị trường Việt Nam, được đánh giá sẽ sở hữu những cải tiến mới so với thế hệ trước. Từ diện mạo bên ngoài đến không gian bên trong, công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu đều được nâng cấp. Thiết kế ngoại thất của Hyundai Elantra mới khác biệt khá nhiều so với trước đây, thể thao hơn, đặc biệt ở đầu và đuôi xe theo hướng sắc cạnh và cá tính hơn. Thiết kế này trái ngược hoàn toàn với những đường cong mềm mại trên phiên bản hiện tại. Nếu như ngoại thất được lột xác khá nhiều, thì nội thất bên trong được nâng cấp khá ít. Cabin cũng được thay đổi với cụm đồng hồ mới, cửa gió điều hòa được thiết kế lại hoàn toàn. Hệ thống điều chỉnh điều hòa và âm thanh thiết kế lại và bảng điều khiển trung tâm mới. Hệ thống giải trí AVN 5.0 với màn hình cảm ứng 8 inch. Nhiều khả năng Hyundai Elantra sẽ vẫn giữ nguyên giải động cơ hiện tại. Bên cạnh động cơ khí nạp tự nhiên 2.0 lít cho công suất 147 mã lực, xe cũng vẫn có động cơ tăng áp 1.6 lít cho công suất 204 mã lực và mô men xoắn 265 Nm. Xe có 3 lựa chọn hộp số gồm số sàn 6 cấp, số tự động 6 cấp và 7 cấp. Sự ra đời của Hyundai Elantra hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho nhiều khách hàng và sẵn sàng cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm như Mazda 3 hay Civic.